mặt như là gương cái mâm đó, mặt mình nó bình thường đó, những cái mâm mà đẩy lên những cái bàn nó xỉu luôn. Đẩy lên cái này xỉu luôn. Tới đây em vừa phát hiện ông đầu tiên cái nha. Tổ ông này thì cũng nhỏ tới ông bự cái nha. Thì đóng trong lùm lùm xài cái nha. Cái nhà nhìn thấy không ông không? Ngay tay em chỉ cái nhà thấy không? Tụi ngỗ này thì mình không thấy dấu anh em cắt gì, cái đầu mặt không thấy luôn nha. Lạng quạng lên không có gì luôn hết nha. Ok vậy mình lên đại cái nha. Nhà cũng cùng đồng hành với mình nha. Có không có cũng hay xui cái nha. Thì riêng đi. Chưa chẳng xuống tới mình cái nha. Con này chắc mình không lên quay đúng không cho nhà xem được rồi. Ngót ngót cũng được. Ôi ông bặn. Ôi da. Bằng đánh đau ghê gớm trời, uống mình 4 mũi thốn trời à. Không thấy gốn nhẹ, không bằng đâu vậy trời. Ôi, về ông bằng luôn mấy cha ơi. Bằng chà bá lửa. Đánh bỏ đâu. Em làm đuốc cái nha. Kiểu này mình không có bắt xe dừa được rồi, xe dừa lên quýnh xanh cỏ luôn á. Tại vì ông bằng nhiều quá. Ở nhà đồng hành chờ mình chút xíu nha. Ông bằng quýnh mình banh cái tay luôn rồi. Đấy chỗ 4 mũi. Về ông bằng luôn. Đau quá cái nhà. Rồi chỉ nhà chờ mình nha. Làm đuốc xong rồi rồi quay lại phục thù cái nhà đi. Quá trời cái ông này ông bằng hết biết ông bằng. Mình thấy nghiên cứu mình nhìn lại một cái ha. Nãy mình quá ẩu cái nhà ơi. Mấy cái xài mà trong lụm cái này phải thủ tư thế trước chứ sao mà ẩu quá nha. Cái này lên lấu bún nữa nè chứ không phải chơi đâu nha. Mình chơi khó bắt tay. Trong đây mình kiếm dữ lắm mà mới được cũng khó gì nữa cả nhà. Nó không cháy nó ghê chứ. Cho nó ngúng cái mà được cái này. Cái hình xương nó tắt, hình xương nó tắt ta. Đó cả nhà. Ở này được, chưa ăn thua rồi nữa. Đây đây, chết tôi, ngộp rồi ngộp. Ô mẹ ơi. Có gì vậy? Xay mấy con mặt miết không thấy gì trên trời. Không thấy mặt miết chân ta. Tổ mặn bự.
đây ngổn mặn đây nè, giúp con này trước đi nè. Con mặt không nhỉ? Đây con chút mặt kìa. Ui da. Đâu còn ngổn mặn cái này. Đánh mình bập bập vậy. Mặt ít cái nha, không nhiều. Ồ đóng lâu dở quá. Quá mệt mụ nè. Ôi của mày cũng được cái nha. Chắc có hơn xỉ á. Bằng bính cái này lỗ rồi. Bự nữa nha. Mặt hơi yếu nha, quay mặt nha xem cái nha. Đánh tài mình cũng bành không bằng không. Nè nhìn. Cái xị mặt đó nha. Con cũng khá lớn nha. Nè. Trọng trọng. Thôi kệ rác luôn nha. Mình không review lâu nữa nha. Tại mặt nói chung tiếng nói cũng thường thôi nha. Giờ mình review lâu cũng vậy thôi. Có giờ mình bắt tranh thủ rồi mình đi kiếm một khác mình quay vô nhà xem thì có lý hơn nha cái nè. Em tính không có luôn, ngày có cũng được. Ây da, con bạn quýnh nữa trời ơi. Bạn quýnh hoài ta. Vậy mà nó không thấm trời. Khói mình cũng muốn chết nữa mà con ong nó không tính bơ nha. Lâu vậy trời. À dưới đây còn về. Ờ vuốt kia nè. Nhầm đánh đầu mới chết, đánh hoài. Để vậy thường mày quýnh nè không? Chung cũng được cái nha. Mới vô đầu mùa nó chưa có ổ bự nhiều. Hạt được được chung vườn rình không? Con bạn quýnh trời. Đâu đi trời. Anh ăn gì? Con mặn đâu quýnh mình quá trời ta. Ổn nha. Con mặt quýnh banh chứ. Quýnh mình hỏi xỉu đây luôn á. Mà đưa một cọ qua đây á thì nó kêu quýnh mình. Thị mặt nha. Khói này mình muốn xỉu này luôn á. Mà nó đánh là đánh là không hiểu nổi luôn đó nha. Không hiểu nổi quýnh mình nãy giờ. Nãy mình bánh chứ không. Một lẻ xuống được. Ui. Trời rắn. Thôi. Nãy giờ mình có con bằng quýnh không có chọc mũi cái nhà. Cái nhà tin được không? Ông gừng thì nó không quýnh nhiều nhưng mà ông bằng không luôn. Trời ơi. Thằng mặt nó nha. Có phải nó nhiều đâu. Nó xị mặt à. Thôi nha. Nó quýnh mình thôi rồi đi. Uống xỉu. Chung thì tương đối thôi cả nhà nè. Được chuyện xị mặt à, chấm dôi nữa nghe nè.
chung cũng được đi. Quýnh mình thôi rồi, quýnh tay bây giờ sưng gùm bụp nè. Ngón tay bắp tay nè, gung cái chân nè. Nhìn kỹ thấy gung nè. Giờ nó cự. Rồi nó quýnh cáo mình, nó nói bỏ luôn đó nha. Ông bằng quýnh không à? Họ cứ lấy con mặt cái quýnh, lấy mặt quýnh. Ông mày bằng bảo kê kìa, quýnh cái tay mình cứng co không được luôn nè, nghe thấy không? Co lên nè, co sát vô đây không được nè. Mình siết lắm rồi đó nghe nha. Quýnh sưng á, ông bằng ông gần quýnh. Tại một chỗ không nó quýnh hai ba mũi nè. Ba con mũi gì nè. Bởi vì mình mới lai ở đó đó nha. Mà khó mình nghĩ, mình còn muốn xỉu bên cây đó cả nhà nghĩ đó. Mà nó quýnh là quýnh, không hiểu nói thiệt chứ. Thôi, mình đi tiếp đi cả nhà. Rồi mình đi mình gặp Thiên Ông quay cho nhà xem nha, cả nhà đồng hành với mình nha. Giờ con tay khó nghĩ co lại luôn rồi. Cứ ngắt như là cục đá vậy đó. Nè cả nhà. Ở trời ơi, rung chân. Rồi, cả nhà đồng hành với mình. Rồi, tới đây phát hiện ông thứ hai cả nhà. Thấy cả nhà thấy tay mình chỉ không? Ông này mình cắt dao nghe nha. Thì bữa nay thấy cái đầu mặt nó phì phì lấy kìa. Để mình lên cái chiến này coi cái đầu mặt nó ra làm sao nha. Chắc cái đầu mặt này chắc gắt lít thì nói chung là mình theo mình mắt thường mà nhìn chắc không có thể nghe nha. Nhưng mà nửa lít ăn lên là có thể. Nè cả nhà nhìn thấy tay mình chỉ cho đen đen đó. Ông khá trống nha. Nè đi cùng chiếc cường TV nha. TV nha. Trốn rồi nha. Chiếc cường TV. Rồi cường chào cả nhà nha. Thì hôm nay đi theo tiếng bất ông nữa nha. Này dẫn vô tụi ông này được trước ông cắt một lần rồi. Trước cắt như nửa lít thôi tiếng. Nửa lít. Chiếc này không biết có hơn nổi không nữa. Chiếc này theo như cường đón nha, theo nhỏ ông này nói chung bữa nay thấy bự lắm mẹ nha. Nên lên không có luôn nha. Đù. Đó đón cái gì kỳ vậy cha. Đón gì chết tôi luôn rồi. Nó chơi vậy cũng chắc thấy nó cũng no nè, không biết sao nữa. Chắc hên lên chắc nửa lít, ổ bự ổ lớn lắm. Ổ bự thiệt mà, không. Ừ. Cái mền giống nồi. Ổ này chiến rồi mình bị xanh cỏ đó cả nhà. Xỉu luôn bữa hổm chiến rồi nó quýnh mình kẹm kẹp á. Chiếc này coi làm sao nha. Không. Lần hai. Tôi quấn đuốc chỗ này yên tâm đi, tôi không sao đâu. Tôi bỏ bùa vô rồi. Thấy không? Tin tưởng à. Ừ. Chắc lượng hơn nha. Lại lên quýnh cái mặt như là bự hơn cái mâm đó, mặt mình bình thường đó, nhưng cái mâm mà đẩy lên như cái bàn nó xỉu luôn á. Đẩy lên chè, cái này xỉu luôn. Câu nói. Câu nói ăn tiền. Cái mặt đẩy như cái mâm rồi mà quýnh lên như cái bàn là cả nhà cũng biết rồi đó. Cỡ nào cả nhà hiểu đó. Ô này chiến gò nó sấy cuộn sấy như lốc sấy. Tiếng lừa lừa phát biểu một câu cũng xỉu. Ừ. Nhưng mẫu đầu này chiến này thấy nó bự cả nhà. Nhà nhìn tay mình chỉ nè. Thấy nó có xuống cái dạo chứ chiến gò mình sửa như cái chữ C ha, nhìn thấy nó tiếc đẹp luôn, nhìn nó phấn trắng hết sức mà ông làm mặt nó không mặt mạnh cái vậy. Nhìn nó tại nó không mạnh thôi chứ không phải tại tiếng nha. Rồi, cái nhân đồng hành với mình lên bắt thử con này có mặt nữa cả nhà. Chiến gò cũng gáo này. Cái con quẹt gì kỳ vậy? Mình ghét khối này hơn gì kẹt lắm bắt thiệt. Hay là sợ ông quýnh thì cũng nằm trong cái đó thôi. Không quýnh cái mặt như cái mâm thành cái bàn à. Từ cái mâm lên cái bàn à. Quýnh về ba má gì nó ra luôn. Chiến gò nó quýnh mình dữ lắm. Cháy dữ lắm rồi đó. Rồi đó, nó cháy dữ lắm á. Nó vừa khô mà. Ngúng không? Ui da nữa rồi các bạn ơi. Bỏng nữa rồi. Khát nghẹt nữa rồi. Ngu hết sức kìa. Trời ơi. Chết nữa rồi. Phục cái cọng dây nó xuống xíu cho nó bó lại. Nên tôi nó bị cháy rồi. Chị không cần cái đứt con ngưng dây này nó dễ đứt lắm á. Đứt cái xỉu luôn á. Mình la bắt cái u qua cho nó dễ đi nè. Chết. Thôi giờ anh chưa dần lên tới rồi Cường ơi. Bay.
hết khói quá. Không được Cường ơi, được chịu họ đây xỉu luôn. Lên luôn cái nhà. Con bự quá trời bự luôn. Trời ơi con mặt. Mặt chiếc này nữa lít nữa. Chiếc này trang chiếc ngủ nữa cái nhảy. Ôi hình dung vậy trời. Không chảy đâu chứ anh Cường ơi. Một cần do trước vậy rồi. Chết luôn. Ông bự hơn mặt bàn. Bự hơn bàn xiền luôn. Quay mặt cái này xem cái nha. Nhìn thấy không? Chắc cả nửa lít cả nhà. Rồi chấm dồi luôn cả nhà. Ủa ông nó bự cả nhà nhìn nè. Cái nó hình dung của ông luôn á. Mình nằm ra nó muốn dài kìa. Nói chung là nó cỡ mét tư á. Cỡ đó. Mặt đây. Hối cuộn kìa. Hồi cắt cả nhà. Hôm này review lâu quá nó cũng có hại thôi chứ. Không mất hay cả nhà. Chung nghề này là vậy. Mẫu ông nhỏ xíu mặt cho bá ngủ ông bự hình dung mặt tí xíu. Cứ ổn lại cái nữa kìa. Vợ cắt không đứt nữa ghê chứ. Dao lục nha, không cảm nha. Trời ơi, nó ngọt. Ơi, nó ngọt. Chết Cường ơi. Bọc rồi Cường ơi, bọc bị lủng. Khó hiểu trời, lủng cái nhà ơi, lủng kiểu này chết luôn nè. Mình bắt kiểu khéo nè cả nhà. Cái gì đi cứng quá. Nửa lít cái nhà nè, nó không có lủng cái nhà, lấy lộn bọc đúng chỗ này là nó không có chảy ra được cái này. Nhiệt tình chứ, bọc đem lên bọc lủng mới ghê chứ. Nhánh đùi mặt này đáng lẽ 3 ổ lít mới vừa lỏng ổ này. Ổ bự hình dung vậy. Được mà. Cái tèo. Rất cái gì chứ không cái nhẫn nửa lít. Không rớt đâu nha. Hồi xuống cái nhà.
ông lấy hai lần, không có lần nào coi được chứ. Ông bự rồi. Từ từ đi, để dập trứng nha, có khúc này có cái bầu cua leo riết mình biết luôn á, giỡn luôn nha. Ở mình leo tới đây mình dướng cái bước chứ hết biết rồi, tính là về dập cho coi còn không cái nha, chính là toan rồi chứ hên còn không có nổi. Con bự quá. Cắt mặt còn chút xíu cánh nữa kìa, cắt ẩu vậy ta, còn dính cái ly con rượu hồi chừa cái nào luôn cả nhà. Phải ẩu mà, tại vì cái bọc lũng cái mình cắt vừa cục cái mình xuống à. Con bự quá, mặt dở quá. Đọc chuột ba tiên xuống cái này thì dễ. Ngập thấy bà luôn, ngập cũng xỉu cây, tôi ghét bắt đuốc rong quá trời. Trời, mặt ghét không? Thì gom gom hai ổ nữa cả nhà nhìn đó. Trời ơi trời, sao bị lủng bọc nó mới ghê, tét bọc lè lè đi. Ba xì mặt, gom hết hai cục kia có ba xì không? Ba xì cả nhà, kiếm lít chưa ra nữa. Thất thủ hả? Thất thủ rồi, hai ổ ông đầu tiên trong ngày hôm nay, cái nhà giờ này cũng 11, 12 giờ ha. Tiếng leo lên nhìn mắc cười lắm. Nhưng ếch vậy ha. Nhìn ếch nhìn như coi nó ương. Phải không? Leo lên. Ủa? Nói cái này nha, leo lên ha. Cái cây ha. Mà cái kiểu mà cái cây của ông mà lên chưa tới nó lớn quá, ông mà nó yếu yếu đâu, yếu vậy rớt luôn diễn. Hắt cái cây. Mình không bày chạm của chỉ cần leo cái nha. Mình hắt mới nửa cây mà dúng vùng sào sào giống ông chủ vườn là rớt rớt rớt. Đừng gớt trứng gì đó, trời ơi con dính đây nè. Không là gớt gớt, không phải gớt cái gì không. Thì đây tướng mình cả nhà cũng thấy đó, tướng mập như heo vậy đó nha. Mà đây đam mê của ông cả nhà, mập mập với leo leo à. Thì mà cây bự quá leo không nổi thôi chứ gì. Đó cái nhà xem cũng thông cảm cho tiếng nghe, phải tiếng làm biếng đâu, tiếng muốn leo đó, nhưng mà tiếng không có khả năng cả nhà. Giảm cân mà cái như cái cơ địa của mình á, nó hút quá trời hút mà, giảm cỡ nào nó cũng mập cả nhà. Thì bây giờ video hai của ông thì nó cũng tương đối là khá dài. Bây giờ mình cũng một ngày mình chỉ ra hai của ông thôi cả nhà, tại ra nhiều quá thì cái nhà xem cũng nói chung không có được hay cả nhà, các khúc khó xem lắm. Thì mình ra xem hai của ông cho cả nhà xem chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Rồi video đến đây thì Tiến cũng xin tạm dừng và kết thúc video đây. Đốt phân lạnh không? Khối của ông lên ngợp đã. Như tay hãm chịu không nổi luôn, mình làm mình thở hú hú cục lum vậy, quá trời khói ngợp. Mình rớt vô giò rồi về lum tắm rồi lại rác nhớm vậy nè. Tưởng tượng như mà cả nhà làm gì mà cái đầu gối bị chạy cả nhà hiểu với mình ha. Rồi mình xin chào, hẹn gặp lại video sau, tiếng nha, bye bye cả nhà.